Cập nhật tình hình tại các điểm nóng trên thế giới, NATO nói Nga không thể tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine nếu thiếu chi viện từ Triều Tiên. Tình báo Hàn Quốc tiết lộ bất ngờ, Triều Tiên đang lo ngại nguy cơ có âm mưu ám sát lãnh đạo Kim. Mặt khác, chính trường Seoul náo loạn, tranh cãi nảy lửa vì khả năng Hàn Quốc gửi đặc vụ tới Ukraine. Diễn biến khác, Mỹ, Israel đấu khẩu với Nga, Iran tại Liên Hợp Quốc liên quan đến vụ không kích trên lãnh thổ Iran. Tin tức khác, hệ thống tên lửa ở Philippines có gì đặc biệt mà khiến Bắc Kinh phẫn nộ? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Kính chào quý vị, mở đầu bản tin điểm nóng PNC hôm nay với diễn biến trên chiến trường Đông Âu. Thưa quý vị, Tổng thư ký NATO cho rằng Nga không thể duy trì cuộc chiến Ukraine nếu không có sự hỗ trợ từ quân đội Triều Tiên. Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 28 tháng 10 rằng quân Triều Tiên đã được triển khai đến tỉnh Kursk của Nga để Ukraine kiểm soát một phần sau khi tấn công xâm nhập vào tháng 8. Người đứng đầu NATO đã trích dẫn thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và các đồng minh NATO. Ông cho biết, hơn 600.000 binh lính Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc chiến của Tổng thống Putin và ông ấy không thể duy trì cuộc tấn công ở Ukraine nếu không có sự hỗ trợ của nước ngoài. Tổng thư ký NATO gọi việc triển khai lính Triều Tiên là dấu hiệu của sự tuyệt vọng ngày càng tăng của Nga trong cuộc chiến đã kéo dài khoảng 2 năm rưỡi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông dự kiến quân Triều Tiên sắp tham chiến trong vài ngày tới. Đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia khác điều động binh sĩ tham gia vào cuộc chiến bộ binh ở Ukraine, dù cả hai bên Kiev và Moscow từ lâu đã nhận được vũ khí và lời khuyên từ các đồng minh của họ. Ngày 25 tháng 10, Tổng thống Zelensky cho biết, ông có thông tin cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị đưa 10.000 quân đến các khu vực chiến trường Ukraine. Động thái này đã khiến các quan chức ở Hàn Quốc lo ngại. Tuần trước, họ đã lên án việc triển khai này. Seoul còn cảnh báo sẽ gửi vũ khí đến Ukraine như một phần trong biện pháp đối phó theo từng giai đoạn. Ông Rutte cho biết, NATO đã thúc giục cả Nga và Triều Tiên rút quân ngay lập tức, viện dẫn những rủi ro đối với an ninh của châu Âu và châu Á. Việc triển khai quân Triều Tiên ở châu Âu làm suy yếu hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, người đứng đầu NATO cho biết. Theo Yonhap, một số tướng lĩnh và binh sĩ Triều Tiên được cử đến Nga có thể đã bắt đầu di chuyển đến các vùng chiến sự. Cơ quan tình báo Hàn Quốc đã nói với các nhà lập pháp ở Seoul ngày 29 tháng 10. Theo nghị sĩ Lee Seong-kyung của Đảng Quyền lực Nhân dân và nghị sĩ Park Sun-won của Đảng Dân chủ Hàn Quốc cho biết, Cơ quan tình báo quốc gia NIS đã chia sẻ thông tin mới với các nhà lập pháp. NIS cho biết, việc huy động quân đội giữa Triều Tiên và Nga vẫn đang diễn ra. Tình báo Hàn Quốc đang kiểm tra khả năng họ đã triển khai một số nhân sự Triều Tiên, bao gồm các quan chức quân sự cấp cao ra tiền tuyến. Theo Cơ quan tình báo Hàn Quốc, có tổng cộng 10.900 quân Triều Tiên dự kiến sẽ được triển khai tới Nga vào tháng 12. Mặt khác, đối với khả năng Triều Tiên khiêu khích, cơ quan tình báo ở Seoul cho biết Triều Tiên có thể phóng tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Đáng chú ý, Yonhap cho biết cơ quan tình báo Hàn Quốc đánh giá Triều Tiên đã tăng cường an ninh cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un do lo ngại về nguy cơ một vụ ám sát có thể xảy ra. Nghị sĩ Lee Seong-kyung của Đảng Quyền lực Nhân dân và Đồng nghiệp cho biết NIS đã đưa báo cáo tình báo mới trong một phiên họp quốc hội ngày 29 tháng 10. NIS nói với các nhà lập pháp Hàn Quốc rằng Triều Tiên đã nâng cao mức độ an ninh xung quanh lãnh đạo Kim Jong-un để phòng âm mưu ám sát. Triều Tiên có thể đang cố gắng gia tăng sử dụng các phương tiện gây nhiễu thông tin liên lạc, đồng thời nỗ lực đưa vào sử dụng thiết bị phát hiện máy bay không người lái. Lý do vì sao? Phía Hàn Quốc suy luận rằng Bình Nhưỡng muốn tăng cường bảo vệ ông Kim Jong-un khi nhà lãnh đạo này đã có 110 lần công khai các hoạt động trong năm nay, tăng khoảng 60% so với năm ngoái. Mặt khác, cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng nêu đánh giá mới liên quan đến con gái của ông Kim được gọi là Chuae. Cơ quan NIS nói rằng họ nhận thấy vị trí của Kim Chuae đã được nâng cao lên một chút do có nhiều lần xuất hiện trước công chúng, bao gồm một trường hợp cô bé được hộ tống bởi bà Kim Yo-chong, người em gái có tầm ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Thưa quý vị, hãng thông tấn Yonhap cho biết, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS đã phản hồi về tin tức chính phủ Hàn Quốc cân nhắc cử một nhóm quan chức đến Kiev để giám sát hành động của quân Triều Tiên trên chiến trường Đông Âu. Truyền thông Ukraine và báo chí phương Tây cho rằng Seoul đang cân nhắc gửi quan chức đến tham gia thẩm vấn lính Triều Tiên bị bắt giữ ở Ukraine. Về việc này, cơ quan NIS cho biết việc sử dụng thuật ngữ đội thanh tra hoặc đội thẩm vấn là không phù hợp. Tuy vậy, NIS không làm rõ liệu họ có dự định cử một nhóm dân sự đến Ukraine hay không. NIS cho biết đang xem xét lựa chọn này, nhấn mạnh rằng đây có thể là cơ hội hiếm có để thu thập thông tin tình báo quân sự.
Cũng về vấn đề Hàn Quốc, được cho là đang cân nhắc gửi các quan sát viên quân sự đến Ukraine. Một cuộc tính toán chính trị rất phức tạp đang diễn ra. Không ít quan chức đã chỉ trích gay gắt viễn cảnh này, cáo buộc chính phủ bảo thủ ở Seoul đang lợi dụng cuộc xung đột Đông Âu để né tránh những thách thức trong nước vốn ngày càng gia tăng. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi các phân tích sau đây của AP News và South China Morning Post. Tại cuộc họp báo ngày 28 tháng 10, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không xác nhận việc triển khai quan sát viên tới chiến trường Ukraine. Cơ quan quốc phòng ở Seoul chỉ tuyên bố chính phủ sẽ tiến hành các nghiên cứu và các biện pháp cần thiết. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS cũng từ chối bình luận về thông tin rằng họ có thể cử các đặc vụ đến Ukraine để thẩm vấn các tù nhân chiến tranh Triều Tiên. Nói với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yeol vào ngày 28 tháng 10 cho biết, tôi hy vọng rằng NATO sẽ tăng cường nỗ lực giám sát và ngăn chặn các cuộc trao đổi bất hợp pháp giữa Nga và Triều Tiên. Ông Rutte được cho là đã khẳng định cam kết của NATO, cơ sở tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột là một vấn đề đáng quan tâm hàng đầu. Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hong Chang-won, người dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc tới châu Âu ngày 28 tháng 10 cho biết, bất kỳ kế hoạch nào về việc cử quan sát viên Hàn Quốc tới Ukraine đều cần phải được Kiev tham vấn và chấp thuận. Phái đoàn Hàn Quốc đã thông báo với NATO rằng ông Kim Jong-bok, một quan chức quân sự cấp cao của Triều Tiên và là trợ lý thân cận của lãnh đạo Kim Jong-un, đã được cử tới Nga để giám sát hoạt động huấn luyện của lực lượng Triều Tiên. Quay trở lại Seoul, đảng Dân Chủ, đảng đối lập chính của Hàn Quốc đã cáo buộc chính phủ của Tổng thống Yoon sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraine là bình phong để tránh né những thách thức trong nước. Nhiều chính trị gia và người dân Hàn Quốc cũng lo ngại đất nước của họ có thể bị vướng vào một cuộc chiến tranh xa xôi trong khi căng thẳng xuyên biên giới với Triều Tiên vẫn ở mức rất cao. Lãnh đạo đảng đối lập, ông Lee Jae-myung ngày 28 tháng 10 tuyên bố, rõ ràng là chính phủ đang tìm cách cử nhân sự đến Ukraine dưới vỏ bọc là một nhiệm vụ quan sát, nhưng việc triển khai như vậy tuyệt đối không được phép xảy ra. Đáp lại các báo cáo về cơ quan tình báo quốc gia NIS có khả năng hỗ trợ thẩm vấn tù binh chiến tranh Triều Tiên, ông Lee hỏi, họ có điên không? Họ có đang lên kế hoạch xuất khẩu các kỹ thuật thẩm vấn sang Ukraine hay không? Tại sao một cơ quan chính phủ lại phải tham gia vào việc thẩm vấn tù binh chiến tranh bị bắt ở một quốc gia khác? Ông Lee cho rằng, Tổng thống Yoon, người đang phải vật lộn với tỷ lệ ủng hộ thấp trong nước, có thể đang lợi dụng cuộc xung đột Ukraine-Nga để chuyển hướng sự chú ý khỏi những khó khăn kinh tế của Hàn Quốc và cả các vụ bê bối. Theo Phó Giáo sư Ilya Belyakov từ Đại học Suwon cho biết, khả năng xảy ra hậu quả quốc tế là rất lớn nếu Seoul can dự sâu hơn vào xung đột Ukraine. Ông Belyakov cảnh báo rằng Moscow có thể coi bất kỳ sự can thiệp nào của Hàn Quốc là một hành động do Hoa Kỳ hậu thuẫn và là sự khiêu khích. Moscow sẽ sử dụng diễn biến này để nhấn mạnh lập luận của mình rằng phương Tây đang tích cực tham gia vào cuộc chiến chống lại Nga. Ông Belyakov nói thêm với tờ South China Morning Post. Tuy nhiên, ông cũng nói, Liên minh Triều Tiên-Nga không chắc chắn sẽ lâu bền. Khi chiến tranh kết thúc, quan điểm và giá trị toàn cầu của Nga rất khác so với Triều Tiên. Điều này có thể ảnh hưởng đến liên minh của họ, trích lời chuyên gia. Cha Sun-hun, giáo sư ngành nghiên cứu Nga tại Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, cũng đồng tình với những lo ngại nói trên. Giáo sư khẳng định rằng Nga có thể coi việc phái các quan sát viên là hành động thù địch của Seoul. Giáo sư Cha cảnh báo rằng việc Hàn Quốc phái một nhóm quan sát viên tới Ukraine có thể bị Moscow hiểu là sự tham gia trực tiếp của Hàn Quốc vào cuộc xung đột. Điều này có khả năng gây nguy hiểm cho mối quan hệ ngoại giao mong manh mà Hàn Quốc đã vun đắp với Nga. Nga có ảnh hưởng đáng kể đến tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên, nhưng chính phủ Hàn Quốc hiện tại dường như phụ thuộc rất nhiều vào trật tự thế giới đơn cực do Hoa Kỳ lãnh đạo, ông Chan nói thêm. Chuyển sang tin tức khác, Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 10 đã cảnh báo Iran tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hậu quả nghiêm trọng nếu nước Cộng hòa Hồi giáo quyết định thực hiện bất kỳ hành động gây hấn nào nữa chống lại Israel hoặc dân sự Hoa Kỳ ở Trung Đông. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc G15 thành viên, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho biết, chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động để tự vệ. Hoa Kỳ không muốn chứng kiến sự leo thang hơn nữa. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là hồi kết cho cuộc đấu trực tiếp giữa Israel và Iran. Hội đồng Bảo an đã tổ chức họp sau khi Israel tấn công các nhà máy tên lửa và các địa điểm khác ở Iran trước bình minh ngày 26 tháng 10. Đây là hành động trả đũa cho cuộc tấn công ngày 1 tháng 10 của Iran nhằm vào Israel, sử dụng khoảng 200 tên lửa đạn đạo. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeed Iravani cáo buộc Washington đồng lõa với Israel thông qua việc hỗ trợ quân sự cho đồng minh. Ông nói trước Hội đồng Bảo an rằng Iran luôn ủng hộ ngoại giao. Tuy nhiên, với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran có quyền cố hữu để đáp trả lại hành động gây hấn này vào thời điểm mà Iran lựa chọn. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon kêu gọi Hội đồng Bảo an áp đặt các lệnh trừng phạt tàn khốc đối với cơ sở hạ tầng kinh tế và quân sự của Iran và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn một chế độ điên loạn đạt được năng lực hạt nhân. Ông Danon mô tả các cuộc tấn công của Israel vào Iran là có cân nhắc và tương xứng.
Ông nói Israel sẽ tiếp tục tự vệ, cảnh báo bất kỳ hành động tấn công nào nữa cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả nhanh chóng và quyết liệt, nhưng đồng thời nhấn mạnh Israel không tìm kiếm chiến tranh. Theo Reuters, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phu Công đã ẩn ý kêu gọi Hoa Kỳ đặt việc cứu người và ngăn chặn chiến tranh lên hàng đầu và kêu gọi ủng hộ hành động của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza, cũng như giảm leo thang giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang ở Liban. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nazbenzia đã chỉ trích Hoa Kỳ vì ủng hộ Israel. Ông nói, Jerusalem chưa sẵn sàng từ bỏ con đường giải quyết mọi tình huống xung đột với các nước láng giềng chỉ bằng vũ lực. Họ quyết tâm hành động theo cách đó là vì có sự ủng hộ và bảo vệ từ Hoa Kỳ. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward cho biết, Iran không nên đáp trả cuộc tấn công vào cuối tuần của Israel, đồng thời nói thêm, tất cả các bên đều phải kiềm chế, sẽ không có lợi ích gì nếu đổ thêm dầu vào lửa cho vòng xoáy bạo lực đang leo thang này. Tiếp tục bản tin với tình hình an ninh châu Á. Thưa quý vị, trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông, Philippines một mực giữ lại hệ thống tên lửa Typhoon của Hoa Kỳ, trong khi Trung Quốc nhất quyết yêu cầu Washington đem hệ thống này trở về nước ngay lập tức. Tại sao các quốc gia đều tỏ ra quyết liệt như vậy? Có điều gì đặc biệt về hệ thống Typhoon mà Manila nói rằng nó sẽ khiến Bắc Kinh mất ăn mất ngủ? Philippines đã quyết định giữ lại hệ thống tên lửa Typhoon của Hoa Kỳ sau khi sử dụng trong các cuộc tập trận quân sự chung của Manila và Washington trong những tháng đầu năm nay. Điều đó nhấn mạnh sự tập trung cao độ của Manila vào phòng thủ bên ngoài. Và theo tờ South China Morning Post, các chuyên gia lưu ý rằng hệ thống Typhoon có khả năng định hình lại cán cân quân sự ở Biển Đông. Người phát ngôn của lục quân Philippines, đại tá Luis Damaala xác nhận, bệ phóng tên lửa sẽ vẫn ở lại nước này sau giai đoạn thứ hai của cuộc tập trận Salaknib thường niên, có sự tham gia của lục quân Philippines và lục quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, kết thúc vào cuối tháng 9. Đại tá Philippines vào đầu tháng 10 nói rằng, cuộc tập trận Salaknib đã kết thúc và lục quân Philippines hiện đang đánh giá toàn bộ quá trình huấn luyện. Đối với câu hỏi của báo chí về hệ thống Typhoon, tôi sẽ chuyển vấn đề này cho Bộ Tư lệnh có thẩm quyền cao hơn, vì đây vẫn là quyết định chung của Philippines và Hoa Kỳ. Typhoon là hệ thống phóng từ mặt đất, có khả năng bắn tên lửa SM-6 phạm vi hơn 240 km và tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk phạm vi 2.500 km. Khả năng như vậy của Typhoon đủ để bao quát khu vực Biển Đông và eo biển Đài Loan. Trước đó, tướng Romeo Branner Jr., Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, cho biết Philippines muốn mua hệ thống tên lửa này như một phần trong chiến lược của Manila nhằm tập trung nhiều hơn vào phòng thủ chống thế lực nước ngoài. Typhoon ban đầu được triển khai đến Philippines vào tháng 4 năm nay, trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận Salaknib, và sau đó cũng được sử dụng trong cuộc tập trận chung Balikatan vào tháng 4 và tháng 5. Mặc dù ban đầu quân đội Philippines nói rằng hệ thống tên lửa sẽ được chuyển trở lại Hoa Kỳ sau khi kết thúc diễn tập Salaknib, nhưng sau đó các quan chức tuyên bố hệ thống vẫn đặt tại Philippines cho đến khi có thông báo mới. Vào giữa tháng 9, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Ano cho biết vẫn chưa có kế hoạch rút hệ thống tên lửa. Tướng Branner nói, nếu được, ông muốn Typhoon ở lại Philippines vô thời hạn để đảm bảo an ninh quốc gia. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối gay gắt sự hiện diện của hệ thống tên lửa Typhoon tại Philippines. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra tuyên bố vào tháng 7, cáo buộc Hoa Kỳ kích động chạy đua vũ trang ở Biển Đông. Manila đã phủ nhận cáo buộc này, khẳng định rằng hệ thống tên lửa chỉ nhằm mục đích tăng cường năng lực phòng thủ của Philippines. Chuyên gia Vina Nadibula, Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Chiến lược tại Quỹ Châu Á-Thái Bình Dương của Canada cho biết, quyết định giữ lại Typhoon có thể là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Hoa Kỳ nhằm tăng cường sự hiện diện tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc. Nó báo hiệu mối quan hệ quốc phòng giữa Mỹ và Philippines được củng cố, có thể đóng vai trò răn đe các hành động của Trung Quốc tại các khu vực như Biển Đông và eo biển Đài Loan. Nhà phân tích Nadibula nói với tờ South China Morning Post, theo chuyên gia, với khả năng tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Trung Quốc, hệ thống Typhoon đặt tại Philippines sẽ mang lại cho Manila và đồng minh Hoa Kỳ một lợi thế chiến lược. Philippines quan tâm đến hệ thống Typhoon vì nó giúp tăng cường thế trận phòng thủ của đất nước này trước sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Trong khi các hệ thống khác từ các quốc gia khác có thể đã được xem xét, Typhoon vẫn nổi bật vì khả năng tương thích với cơ sở hạ tầng quốc phòng của Hoa Kỳ, chuyên gia Nadibula cho biết. Cuộc tập trận quân sự chung gần đây nhất có sự tham gia của quân đội Philippines và Hoa Kỳ chính là tập trận Kamandak, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 10. Cuộc tập trận này cũng nhằm tìm cách cân bằng ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực thông qua việc tăng cường hợp tác và tăng khả năng tương tác giữa Hoa Kỳ và các đối tác khu vực, bà Nadibula nhận định.
Nhà phân tích người Philippines Aaron Jack Rabena, giảng viên cao cấp tại Trung tâm Châu Á thuộc Đại học Philippines, đã lý giải phản ứng mạnh mẽ của Bắc Kinh đối với sự hiện diện của Typhoon ở Philippines. Theo chuyên gia, động thái liên quan đến Typhoon tạo ra tiền lệ trong việc triển khai hệ thống tên lửa tiên tiến của Hoa Kỳ trong khu vực gần Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ triển khai hệ thống như Typhoon ở châu Á. Đáp lại, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm tên lửa liên lục địa ICBM. Đây là động thái ăn miếng trả miếng, ông Rabena cho biết. Chuyên gia nhắc đến vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41 của Trung Quốc có tầm bắn có thể vươn tới lục địa Hoa Kỳ. Vụ thử diễn ra ngày 25 tháng 9, trùng với giai đoạn cuối của cuộc tập trận Salaknev. Một ICBM thường có tầm bắn lớn hơn 5.500 km và được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Ông Rabena gợi ý rằng Manila có thể cân nhắc mua Typhoon từ Hoa Kỳ. Tôi nghĩ quan điểm của lãnh đạo Philippines về an ninh là mua càng nhiều vũ khí quân sự thì càng có nhiều quyền lực chính trị. Điều này đã đưa ra một chiều hướng mới trong cuộc cạnh tranh an ninh giữa Philippines và Trung Quốc, ông cho biết. Ông Joshua Espanda, phó chủ tịch của Tổ chức Hợp tác Phát triển về An ninh Quốc tế ở Philippines, đã nhấn mạnh khả năng của Typhoon trong việc chống lại sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc tại vùng biển xung quanh Philippines. Trung Quốc thường sử dụng đội tàu khổng lồ của họ để gây sức ép cho Philippines khi căng thẳng leo thang. Ví dụ như Hải quân Philippines cho biết, tổng cộng 90 tàu Trung Quốc, bao gồm 11 tàu hải quân và 17 tàu hải cảnh, đã di chuyển trong vùng biển gần Philippines từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Ông Espena nói, chúng tôi cần có Typhoon để đảm bảo sức mạnh răn đe, vì hệ thống này về cơ bản có thể đánh chìm các tàu hải quân Trung Quốc đang lãng vãng ở biển Tây Philippines và eo biển Luzon. Chúng tôi có thể xem xét các hệ thống tương tự, nhưng hệ thống Typhoon vẫn nổi bật hơn vì công nghệ của nó đã hoàn thiện và việc triển khai gần đây của Hoa Kỳ đã giúp tích lũy kinh nghiệm. Điều này sẽ giúp cả hai lực lượng Hoa Kỳ và Philippines kiểm tra được khả năng hoạt động đa miền vì Typhoon là hệ thống trên bộ để phóng tên lửa chống hạm. Hạm đội và lính thủy đánh bộ của Hải quân Philippines không thể vô hiệu hóa mọi mối đe dọa trong một kịch bản kẻ địch tấn công, nhưng các đơn vị trên bộ có thể bù đắp những khoảng trống như vậy, ông Espena nói thêm. Chuyên gia Muhammad Faisal bin Abdul Rahman từ trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam của Singapore cho biết, quyết định giữ lại Typhoon của Manila đã nêu bật các lợi ích chiến lược hội tụ của Philippines và Hoa Kỳ. Ông Ratman cho biết, Typhoon đã giải quyết một khoảng trống quan trọng trong khả năng phòng thủ bên ngoài của Philippines. Theo ông, Typhoon rất được Philippines quan tâm vì nó sẽ tăng đáng kể khả năng phòng thủ bên ngoài của đất nước này. Đây từng là một khoảng trống năng lực nghiêm trọng. Suốt một thời gian dài, điều đó đã cho phép các lực lượng Trung Quốc vượt trội hơn hẳn về hỏa lực và khả năng cơ động so với Philippines tại vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở Biển Đông, ông nói thêm. Tuy nhiên, ông Rahman cảnh báo về những hậu quả tiềm tàng nếu Philippines và Hoa Kỳ tiến hành kiểm tra năng lực của Typhoon gần các khu vực nhạy cảm về mặt địa chính trị như eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông. Trung Quốc có thể sẽ đáp trả bằng các cuộc tập trận ở Biển Đông, phô diễn nhiều tài sản hải quân hơn nữa để thể hiện sự không hài lòng của họ. Trung Quốc cũng có thể sử dụng ảnh hưởng ngoại giao để bày tỏ bất bình, ông Rahman nhận xét. Thưa quý vị, Reuters trích lời hai quan chức Hoa Kỳ giấu tên tiết lộ rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thay đổi ngôn ngữ mà Hoa Kỳ sử dụng khi thảo luận về lập trường của Washington đối với vấn đề độc lập của Đài Loan. Theo Reuters, trong cuộc họp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11 năm ngoái gần San Francisco, Chủ tịch Tập Cận Bình và các trợ lý của ông đã yêu cầu Tổng thống Biden và các quan chức Nhà Trắng điều chỉnh ngôn ngữ trong các tuyên bố chính thức của Hoa Kỳ. Trung Quốc muốn Hoa Kỳ nói rằng, chúng tôi phản đối độc lập của Đài Loan, thay vì chỉ nói Hoa Kỳ không ủng hộ độc lập của Đài Loan. Theo hai quan chức Hoa Kỳ và một nguồn tin khác, các trợ lý của Chủ tịch Tập Cận Bình đã theo sát vấn đề và không ngừng đưa ra các yêu cầu trong những tháng sau hội nghị thượng đỉnh, nhưng Hoa Kỳ đã từ chối thực hiện thay đổi. Khi Reuters đề nghị bình luận về vấn đề trên, Nhà Trắng đã gửi văn bản phản hồi, cho biết Washington không ủng hộ nền độc lập của Đài Loan. Văn bản viết, chính quyền Biden-Harris đã nhất quán với chính sách một Trung Quốc lâu đời. Reuters cũng đặt câu hỏi cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Họ cho biết, các vị nên hỏi chính phủ Hoa Kỳ câu hỏi này. Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan là rõ ràng và nhất quán. Trong khi đó, cơ quan đối ngoại Đài Loan đã từ chối bình luận. Reuters cho biết, trong nhiều năm, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã thúc đẩy Hoa Kỳ thay đổi cách diễn đạt về tình trạng của Đài Loan, vì đây vẫn là lĩnh vực nhạy cảm nhất trong quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc. Hoa Kỳ đã cắt đứt quan hệ chính thức với chính quyền Đài Bắc vào năm 1979. Nhưng theo luật, Washington phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện cần thiết để tự vệ. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này vào tầm kiểm soát.
Kể từ khi ông Tập nắm quyền, quân đội Trung Quốc đã tăng cường đáng kể các hoạt động xung quanh Đài Loan. Theo Reuters, trong thời gian tại nhiệm từ đầu năm 2021, Tổng thống Biden đã làm chính phủ Trung Quốc tức giận với những bình luận dường như ám chỉ rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo bị tấn công. Đây là một sự chệch hướng khỏi lập trường mơ hồ chiến lược bấy lâu nay của Hoa Kỳ. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin điểm nóng hôm nay. Hãy bấm đăng ký kênh PNC Now để liên tục cập nhật các tin tức quốc tế mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình điểm nóng PNC phát sóng lúc 7 giờ sáng hàng ngày.